Giải cúp các câu lạc bộ yoga tỉnh Bình Thuận lần thứ nhất năm 2022 đã bế mạc vào chiều qua với cúp vô địch được trao cho câu lạc bộ yoga Phan Thiết. Giải có sự góp mặt của hơn 50 vận động viên đến từ các câu lạc bộ yoga trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung thi đấu khác nhau. Nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, vận động đông đảo nhân dân thường xuyên tập luyện và thi đấu yoga nói riêng, các môn thể thao nói chung, đồng thời tạo sân chơi bổ ích cho tất cả mọi người yêu thích yoga, tham gia phát hiện và bồi dưỡng những tài năng về yoga. Ngoài ra, giải cũng nhằm chuẩn bị lực lượng cho các giải thi đấu yoga quốc gia trong thời gian tới, đặc biệt là giải vô địch quốc gia yoga diễn ra vào tháng 11 tới tại Ninh Thuận. Tại giải bóng đá thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Thuận BTV Cup năm 2022, Huyền Tánh Linh tham gia lứa tuổi nhi đồng. Trải qua những trận đấu sôi nổi ở các vòng đấu, đặc biệt là giành chiến thắng trên chấm penalty trong trận chung kết trước Đức Linh, đội bóng đá nhi đồng Huyền Tánh Linh đã xuất sắc đoạt cúp BTV năm 2022. Tại buổi lễ tuyên dương, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện cảm ơn sự đồng hành của Phòng Giáo dục huyện cùng các bậc phụ huynh, nhà tài trợ đã quan tâm chia sẻ động viên đội bóng, qua đó tạo động lực cho các vận động viên, huấn luyện viên có tinh thần để đạt kết quả cao. Cũng nhân dịp này, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện đã khen thưởng cho tập thể đội bóng đá nhi đồng Huyền Tánh Linh, tặng quà cho các cầu thủ để động viên khích lệ các em tiếp tục tập luyện cũng như học tốt hơn trong thời gian tới.